mấy cái mã mới chôn đây nè, tôi gặp nữa nè, cấp đó chưa có điện. Cái tôi hỏi ai vậy? Cái nó Phước Ngàn. Phước Ngàn cái đi à, đi ra cái bắt đầu mặt miên bờ đầu trắng, cái người mà chết làm sao á, lại nó hiện y gian như mình, chầu chầu bằng đêm nó lại trong chén á, nó gõ bốc bốc bốc, nó dở nắp dung. Ai vô trong đây là 5 người chết hay 5 người, nguyên gia đình đó. Ông nói vậy nè, ông nói mà để nữa tôi liên hệ với ông hai, rồi mà có cái gì có tài khoản không, cái tôi nói tôi chưa quên vụ rồi tài khoản cái này, rồi có giấy chứng minh không, hỏi có giấy chứng minh không, cái tôi nói không có luôn, tôi nói hai ông bà là không có gì trơn tại ở đất nghĩa địa, rồi làm sao, cái tôi nhớ lại tôi nói vậy nè, rồi thằng cháu nó nói lỡ người ta có điện qua, rồi bà nói đi rồi nhận cái tài khoản của tôi nè, rồi chuyển tiền qua tôi rồi tôi lãnh giùm cho bà, mà tới giờ luôn không có nghe hết trơn. Ông mới nhà trọ là mình còn mừng nữa, ông ra tiền phải không, ông ra tiền ông mình mừng dữ lắm chứ phải không, phải mà không mừng phải không. Nói về hai ông bà là ăn bao nhiêu, cái tôi nói một tháng gì 20 kg cũng được mà 50 kg cũng được, ông nói giờ cho bao được không, tôi nói giờ trời cần nhiều càng tốt. Thì đêm đó đó là ông nói chuyện với tôi đàng hoàng, ông nói gì nè, sao mà xin số điện thoại bấm mượn nhỏ cháu nữa chú, mượn nhỏ cháu đàng hoàng đó, gọi kêu nó đó mày bấm số này nè cho bên Mỹ người ta viện trợ cho mình khổ, bây giờ người ta đòi mướn nhà trọ đóng trước vậy đó. Cuối cùng tới giờ luôn là ông đính hình, ông nói thôi để nữa tôi liên hệ với Tình. Cái tôi nói Tình là ai trời, để tôi suy nghĩ lại coi, tôi già mà tôi còn ngu không. Cái tôi nói cái chú đầu tiên hả đó, tôi nói còn nhiều đó chứ tôi đâu có, mà tới giờ luôn. Rồi cái chú nào ở bà gì đó tại thành phố ta gửi cho 2 triệu hen, nói đâu nói đàng hoàng. Người ta nói bà như là quá dốt rồi, hồi nãy giờ không có từng cầm bạc triệu nghe không. Cái nấy bà lại cổng xe buýt á, bà mượn cái tài khoản của cái thằng cổng xe buýt á, bà nó có cái mà nó bán cạc điện thoại đó, nói giờ tôi có chú ơi có người cho số tiền tôi rồi á, mà làm sao mà tôi nhận được, chú hướng dẫn rồi cái số điện thoại ở bển á, rồi vô cái số điện thoại của tôi đó, rồi tôi mới là đưa cái số điện thoại của tôi á, nói chuyện với cái bà chị đó đó, đó nói đàng hoàng rồi nói chút xíu ta nhận được 2 triệu có sao mà nói vậy à, chứ mình không có nói giả dối phải không, đúng không chú đó. Tôi chưa có biết chú là tên Tình nữa đấy, để nữa tôi nói với Tình tới giờ luôn đó, tôi đâu có nghe nói mà mướn nhà trọ nhưng không chịu, trời tôi còn chịu, đi xa mình còn khỏe người ta ra tiền cho mình phải không chú, đó đâu ra đó, rồi có gì nói nữa. Rồi tóm lại là từ hồi Tết tới giờ có ai gửi cho tiền con không? Đâu có. Ấy cho mà cho là có cái cho mà ở thành phố đó cho 2 triệu đó. 2 triệu hen. Rồi mấy chú mà lại ra lại đây đó, có cái chú nào nữa đó. Hai ba người lận. Cái chú trong nhà bàn là 200, chú kia 300. Rồi nhưng là còn nhiêu 200 300 vậy đó. Chứ không có mà 2 triệu ha, không phải chú đầu tiên ha. Chú đầu tiên là 2 triệu. Với cái người thành phố là 2 triệu nữa. Đó. Rồi đi dọc đường không biết à, đi dọc đường là cái đó là tôi quay ổng mình đâu có biết, là đầu tiên nó cũng đừng chịu gì đó, đó. Có làm sao mình nói vậy à, chứ mình không có nói đó không có, không bao giờ nói dốc mà nói tiếng Bắc Kỳ á. Nói trời ơi trời, bởi vì con người ta nghèo mà cầm 2 triệu mừng muốn chết, chú là cái ngay chỗ cổng xe buýt người ta nói, bởi vì không từng cầm tiền mà mẹ có tiền là mà tao mừng muốn chết luôn. Nói bây giờ dì ơi, dì gửi qua cái tài khoản đi, rồi sẵn bà đứng đây rồi bà lãnh luôn đó. Có làm sao tôi nói vậy, chứ tôi không có chịu nói nhóc nó láng, mình nghèo mình đừng nói nhóc, mơ mốt đưa về đài phải không, cái người ta xác minh lại, nên ta nói bà nói nhóc phải không. Có làm sao nói nhóc, hồi Tết tới giờ đó là chú là đầu tiên là 2 triệu, rồi cái bà dì ở thành phố 2 triệu, rồi không biết cái mà ở đâu thành phố gì nữa đó mà đừng chịu nữa là cho hôm nay nè, đừng chịu nữa đó, mình nói đâu rồi sao 200 300 gì đó, tôi có sao tôi nói vậy chứ không chịu nói dốc đó phải không. Chú là chú Tình hả? Ừ, cứ vợ chợ đốc á vậy đó hả. Rồi cái chú nào mà chạy xe mà ở dưới gì đó kêu bằng không biết ở đâu đó mà Bạc Liêu. Phải không, đúng không chú? Không, con ở Sài Gòn. Vậy đó, con là chú Tình. Có người ở Cà Mau. Rồi từng ngày con quay clip cô á, nhiều bạn YouTube tới quay lắm đúng không?
đó. Chụp hình ly chia luôn phải không? Ừ, đúng. Đó có sao tôi nói vậy à phải không? Tôi không có mà nói. Người ta giúp đỡ cho mình có sao nói vậy. Ê nè, hồi chiều nữa tôi còn hỏi mà ông hai nữa là tôi hỏi hai chú đó đâu nấy. Nói ở đâu mà tôi cũng không biết nữa. Tại tôi lên chảy, tôi về tôi lo cơm nước rồi chạy lên để thấy không? Giờ này tôi nghe cái bắt đầu tôi chạy tóc trắng luôn. Đó. Là hồi chiều có hai bạn YouTube đến đây ghi hình. Ừ, vô đây. Hai bạn YouTube đến đây ghi hình có hỗ trợ cho ông hai không? Kìa, hỏi ổng kìa. Được 500 á. Đó. Cho 500 hả? Dạ. Có biết hai bạn đó tên gì không cô? Tôi có biết hay đâu, lại tôi đâu có biết. Dạ. Lại đây đâu có tôi. Dạ. Có tôi nhớ mặt này. Nghĩa là từ ngày con ghi hình đó thì các bạn YouTube đến ghi hình nhiều. Dạ. Các bạn ghi hình các bạn cũng cho 101, 102. Ờ, 200, dạ. 300, không có sao mình nói vậy. Dạ. Chứ không có chịu nói dốc. Cũng nghèo. Có cô thành phố cho 2 triệu, dạ. 1 triệu đúng không? Dạ, đúng đó. Còn cái chú bên Mỹ gọi điện nói là thuê nhà cho cô á. Ừ. Nhưng mà cô nói là không biết cách nhận tiền. Ừ. Nên chú đó cũng không biết gửi tiền cho cô sao á. Ừ, đúng đó. Chồng chú đó cũng... nói gọi cho cô á là cô rất là mừng. Ừ, đúng mừng đó. Mừng dữ lắm nhưng ừ. mà chú đó nói là cô không biết gì hết á, không biết nhận tiền sao á. Ừ. Bây giờ sẵn trên clip này á, cô muốn nhận tiền qua cái đường nào á, cô nói đi. Có ai còn trẻ trẻ mà lanh lẹ biết không? Để chú đó có điện thoại thì có thể có người nhận giùm cho cô. Có. Tôi mượn thằng cháu tôi, nó ở thành phố. Rồi, hang, tôi bắt đầu tôi nói với nó. Nó có cái tài khoản, nó nói vậy nè. Bữa hôm tôi nói, ê mẹ ơi, có người ta viện trợ ở bên Mỹ mà không biết người ta cho bao nhiêu mà tao không có tài khoản. Chứ mà không có mà cái thẻ gì đó không mình dốt mình nói sao là mình nói cho nó bây giờ á, bà nói đi bà nói cho gành ghẻ hết rồi miễn mà người ta điện vô cái số của bà nó nói ừ tôi có thằng cháu muốn gửi tiền qua là thằng cháu nhận giùm đó là nó nói tôi vậy đó bà thì không có giấy miếng giấy lụng lưng gì trơn đó bà khó nhận lắm nó nhưng nói quan trọng là người cháu của cô có tin tưởng người cháu có không tin cháu gục mà ừ nè nó nghe vậy nè nó nói vậy nè nghe người ta viện trợ cho bà tôi mừng lắm thiệt cái đó tôi mừng lắm chứ tôi không có ăn không hồi nào bây giờ nó biết nó còn á chú tôi nghèo lắm ha tôi nghèo chẳng là tôi xin chứ tôi không có làm cái kiểu mà phức tạp đó tôi bữa hôm mà tôi nghe cho 2 triệu chú cho 2 triệu đầu tiên rồi phải không sao mà cái bà gì á mà thành phố nè hen cho 2 triệu hen là mừng lắm hồi nào tới giờ chưa cầm được tới 5 triệu nữa chú nói thiệt chú là muốn gửi cho cô á là 1.000 đô không biết nữa tôi bởi vì là nó... để cô đi mướn nhà trọ có 1.000 đô cỡ khoảng 23 triệu á dạ. Nhưng mà chú đó nói là cô không có biết gì giấy tờ hết không biết nhận tiền sao á đúng rồi con đúng con không có nhận tiền giùm à đúng rồi ừ. Con không có nhận tiền giùm cho hoàn cảnh con chỉ để số điện thoại của anh chị em bà con cô bác lên màn hình dạ yeah. Anh chị em bà con cô bác thì nghe điện thoại và tự nhận tiền dạ yeah, đúng rồi rồi hôm nay cô chia sẻ là cô có người cháu dạ yeah. Có thể nhận tiền cho cô dạ yeah. Thì con cũng mong rằng cái chú mà ngày trước muốn giúp đỡ cô đó dạ 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 cho cô tiền mướn nhà trọ 1 năm đó với yeah. Tiền ăn uống đồ đó dạ yeah, dạ yeah. Có thể xem được clip này dạ yeah. Để có thể liên hệ lại cho cô dạ yeah. Rồi nãy từ chạy từ trên nhà xuống tới đây bộ chạy dữ lắm hay sao trời tôi chạy dữ lắm tôi nghe điện ngoài thu nghỉ nghe luôn tôi lo tôi chạy rồi tôi tới đó rồi tôi nghe được tôi mừng rồi để coi cái chú bên bển coi có như là nói gì nè chú nói gành ghẻ để tôi mà nói thành thật nói ra là nước mắt chăn cô nghe mang mà nghe người ta giúp đỡ mình mừng lắm cái tôi nói gì tôi chưa có biết cái vụ mà tài khoản nữa mà tôi chưa có biết cái vụ mà thẻ nó hồi nãy giờ đâu có một từng mà gửi thẻ tài khoản đó chú nói ra thì mình nói là chưa cầm được 5 triệu nè mà hồi lúc tết tới giờ đó là cầm cho 5 triệu là mừng người dạ. Giúp đóng góp rồi không có làm sao mình nói gì rồi đêm đó nó nghe ông cái chú của bển nó nói gì nè mướn nhà trọ chịu không tôi nói trời đồng ý luôn tôi đồng ý cái gì mà ngặt tôi không có mà cái tài khoản mà rút rồi làm sao mà ai nhận được số tiền mình không có giấy chứng minh đúng không đó phải không chú tôi nói rõ ràng không tôi có làm sao tôi nói gì tôi nghe nói được hay tôi ngủ không được đặng trong mòn mỏi đặng trong ổng trong giấc tối ở bển thì người ta sáng rồi phải không mà đâu có điện tiền đâu điện mà bển bộ nó ít tiền lắm hả cho mà kỳ vậy trời ông nói rằng 10 giờ trưa của mình hán là tức là 10 giờ tối là ảnh á là mình nói để trong ngày trong đêm để coi ổng điện qua ổng ưa điện số của tôi lắm chú cái điện đặng mình nói đặng mình có thằng cháu vậy đó
rồi đặng gửi qua cái tài khoản sao, rồi thằng cháu nó đọc đó, đặng nó gửi vô cái thẻ nó, rồi nó rút, rồi nó gửi gì cho tôi không, nó không ăn đâu, nó nghèo chứ nó không ăn cái tiền này đâu, nó nói rồi. Nên nói tôi nghe được vậy tôi mừng, cái nói không ấy nữa tôi liên hệ với anh Tình, cái tôi nói là cái chú mà nó là chắc 2 triệu, chú là tên Tình rồi. Tôi mới suy nghĩ, nằm đêm tôi suy nghĩ hoài. Hồi chiều nè, là nói hai người lại cho tiền ha. Mà tôi nói không biết ai mà. Đừng nói chuyện rồi, tôi đâu có biết là. Cái bắt đầu cái tôi nói mà, ba ơi, ông nhớ không đấy, ai mà biết lạ, mà nhiều người quá không biết lạ. Có cái chú trong nhà bàn, cái chú nhà bàn hỏi tôi hen, dắt lên trển, tôi cũng nói hoàn cảnh sao vậy đó hen. Mà thật tình là tôi hỏi cái chú ở bên mà Mỹ đó, đặng mình hỏi cái mà nói trời ơi cái ông Tình á, quê ổng ở Cà Mau, ở thành phố mà sao mà hướng dẫn được, bà nói chuyện sáng lẹ. Ừ, nói gì ơi gì không biết, để con hướng dẫn phải không, cho nói chuyện câu xong tới giờ luôn nè, còn cái số của y trong cái số tôi nữa, y lại 2 lần mà người ta đừng làm mã nha, rồi y không có quay vô được. Trời ơi, trước khi ở ai quay làm gì làm thì mình cũng nói thật tình phải không chú? Ngày giờ này chú nói tôi mới biết là nói là cái chú bên Mỹ đó nói để tôi liên hệ với thằng Tình. Vậy là bà không có số, bà không có giấy chứng minh, rồi bà không có cái gì hết trơn, sao mà nhận được số tiền? Trời, mình cũng hồi hộp, mình nói trời má từng đuổi gì mà không có giấy chứng minh, mà không có cái thẻ, cái mới liên hệ với thằng kia nó bằng thành phố ha. Nó nói gì nè, chừng nào người ta có điện bà nói bây giờ tôi đọc số như là đọc số ở bên bển mà gửi tiền qua đó chú, rồi bắt đầu hén, rồi cái số của nó đó, rồi liên hệ qua, rồi gửi vô cái thẻ của nó, rồi nó rút ra đó. Tôi rồi giờ kể con nghe đi. Dạ. Yeah. Thí dụ như chú đó có liên hệ lại có người nhận tiền rồi đúng không? Dạ. Yeah. Con không có nhận tiền giùm. Dạ. Yeah, dạ. Yeah. Con cũng không có nhận tiền của Mạnh Thường Quân luôn. Dạ. Yeah. Con đi quay bất cứ chỗ nào con đều để lại thông tin của quý cô bác anh chị hết. Dạ. Yeah, dạ. Yeah. Đây là những lời con cũng chia sẻ với quý cô bác anh chị luôn. Dạ. Yeah. Hôm nay sẵn con đi trên đường xuống con thăm cô với ông hai. Dạ. Yeah. Con có gặp hai em YouTube cũng đến đây thăm ông hai. Dạ. Yeah. Hai em đến hồi chiều, hai em cũng có hỗ trợ tiền cho ông hai đúng không? Dạ. Yeah, yeah. Hỗ trợ tiền nhiêu vậy? 500. Được hai bạn này hỗ trợ 500, cô vui không cô? Trời ơi, có thể cái chú với 10 kg gạo tôi cũng mừng nữa, mà 10 hột vịt tôi cũng mừng. Bây giờ thời cuộc bây giờ đâu có đâu mà kinh tế là nó eo hẹp, dịch này chú cho 500 là mừng quá mừng rồi. Thịt có gạo mua 50.000, thịt ông ăn gì, tôi trẻ tôi ăn nó giống gì đó. Hồi chiều đó mua cho ông 30.000 mừng. Tôi hỏi gành ghẻ, hỏi tình gì, mới nãy chú nói chú tình hay trời ơi, tôi không phải mới sửa sàn vô trong nhà tắm hàng nói đến cùng chứ sửa sàn mà nghe điện thoại quá là có giật mình cái này. Trời, bà chạy lẹ lên, có chú Tình là tôi nhớ là đầu tiên là ở đâu, ở ngoài đường lộ đó hen. Quay ông hai này là cho 1 triệu rồi phải không, đúng không, có không? Đó là bằng tiếng vậy đó hả? Ừ. Mà công nhận hen, nói chuyện cũng như hỏi ổng từ đầu tới cuối hen, thì ổng cũng trả lời vậy. Rồi sao chú chạy chiếc xe bồn mà đổi có nón im lắm, rồi móc ra là cho ông 4 tờ, 2 ông bà 4 tờ là mừng dễ lắm rồi, chưa cầm được tới 5 triệu đâu, 3 triệu còn chưa có nữa. Đổi cái nón sabo là đổi nón thiệt. Cái nón đó là nón gì hả? Thì nón bảo hiểm à. Tại vì biết sao chú, nghèo cho nhiều mừng lắm chú, chứ không phải mình đòi hỏi của người ta phải không? Đó là những gì mà cô hai chia sẻ đến quý cô bác anh chị. Đối với những cô bác anh chị có tiền thì 500, 1 triệu nó không thành vấn đề. Dạ. Đối với người mà không có khả năng lao động, không làm ra được tiền thì 100 ngàn nó cũng rất là quý. Nói những từ ngày Tình ghi hình ông hai thì cũng được các bạn YouTube tới ghi hình rất là nhiều. Dạ. Các bạn cũng ủng hộ cho ông hai. Dạ. 100 ngàn, 200 ngàn, để ông hai kể lại những cái câu chuyện cho quý vị khán giả cùng thưởng thức. Trên đường ông hai đi xin thì cũng có thể anh chị bà con cô bác biết ông hai cũng có thể giúp đỡ cho ông hai được 5-10 ngàn hay là ký gạo, nó cũng tương tất cho cuộc trời sống ơi, ông hai mừng lắm chú ơi. Không, của nó thôi chứ không phải dịch này rồi không ai mà mừng ra tiền phải không, ta giúp nhiều. Cái ông đó ông thấy lắc chiếc xe quá khổ, lắc già, ông nói gì nè, chạng tôi chưa sống như cỡ như ông vậy đó hen, mà bây giờ thấy đi lại đây nè, mà tại vì tôi lo tôi đi về dưới rồi đó, lại đây kiếm 2-3 lần đi sửa chiếc xe đó chú. Hồi chiều hai chú này vô chổng coi chiếc xe rồi phải không? Dạ, con coi rồi. Rồi, đó sửa chiếc xe lại đàng hoàng hen.
coi thợ hắn đưa như là câu ổng đẩy ổng đi qua sông con sông mình cái cầu mà từ bữa mà ngay chỗ quán cà phê Mương Khai đó chú. Dạ. Mà chú vòng về đó là đó đó đi qua đó đó hỏi tiền bao nhiêu rồi người ta trả đó. Ông nói gì là hoàn cảnh quá trời, đây là mới năn nỉ mới được câu điện đó. Mới được câu điện đó chú, tôi thiệt cho chú cho mừng chứ không có thấy bằng đêm nhé, tôi nói không có thấy đường đèn dầu, đất này đất của người ta, đất kia để xiên thì người ta cho ở làm biến tao đuổi. Bữa hôm nghe cái câu ông nói gì đó mình mừng lắm trời, người ta ra người ta đóng mà nhà trọ 9-10 tháng nè. Tôi còn hỏi gì nè, rồi tháng nào tôi cũng giúp, tôi nói giờ người ta đòi mỗi tháng rồi tiền đâu mình đấy, rồi ông nói ông cho tiền gì rồi tiền đó đấy. Trời ơi sao bà dốt quá, mấy người kia nói sao bà dốt quá dốt, tức là tao tao bảo kê bà là người ta trả chứ hết trơn, người ta đâu có để cho bà đóng. Ủng hộ chứ không phải bảo kê. Cái tôi dốt, tôi nói ê cái mà cái thẻ sao chào bà nội ơi, bởi vì nói nhào mà chú với chú vậy là cừ nữa. Đó là người ta không có biết vụ đó, sao mày cãi người ta hoài, người ta già tao đâu hồi nãy giờ tao đâu có gửi tiền mà thẻ tay em thẻ gì đâu, sao mới biết sao kể ra mấy đứa này. Bà ngồi đây chừng nào mà ai có hỗ trợ bà đó, nói ừ tôi không có mà giấy chứng minh mà không có gì trang đó, rồi bà nói ngay cái thằng cổng chưa biết nó có cái số điện thoại rồi nó có cái thẻ rồi nó nhận giùm cho bà nó. Dạ. Ở bên kia đó phải không, đúng không chú? Rồi cô hai cho con hỏi nè. Dạ. Chạy từ trên nhà xuống có sợ ma không mày, chạy đổ mồ hôi dữ vậy? Trời ơi tôi nói tôi chạy tôi nghe chú tình tình nghe ăn mà nói là lại hắn là tôi mừng tính chưa sẵn như sao hồi chiều ăn bún chai rồi mới nãy á tức tắm sửa sạn ha, nghe điện tưng tưng mà ông điện hoài, tôi nói tới rồi mới cái tới khúc vắng ngay chỗ mà vườn bên sái á chú biết không mấy cái đâu chỗ đó ha, mới rồi tôi chạy tốc đáng tôi nói nha chú nói ông nghe cho tôi có gian qua cái khúc này mới được tại tôi đừng bà không nhá. Nè bà đi đâu? Nói tôi đi về nhà tôi có con chuyện. Mà nãy cô đi xuống đi bộ luôn hả? Tôi đi bộ là tôi theo ổng, tôi ổng chạy xe tôi không có biết mà đẩy. Nghe tôi nói thôi để chạy từ từ qua cái khúc vắng đó đó. Ông nói trời trời quá trời nhát. Tôi nói chị chứ đừng bà mà không nhát cái gì. Ủa chỗ đó ma dữ lắm hả cô hai? Ma gì? Nó làm tiền. Ai làm tiền? Trời ơi thì tôi nói mình xe ké nó làm tiền. Ma xe ké báo công an. Hả? Xe ké báo công an. Trời ơi công an. Nội mà nó đưa chú cái cây dao gì có tiền không? Nó hỏi có tiền không? Có tiền thì đưa nó 150. Mà đưa cái dao gì? Đưa cái dao nhỏ. À cái dao sắc thịt mình đó hả? Cái dao nhỏ vậy nè. Dao thái. Cái bắt đầu đi ngang mà gặp như là gặp mấy chú đi đường vậy nè. Chú cảm ơn cho tôi đi theo. Nói sao vậy? Hồi đừng nói qua khúc này tôi mới nói. Là nói với cái chú đó đó, cũng như tôi có gian chú. Vậy đó. Đừng có nói, thôi hồn dí tôi lên mày. Bắt đầu tôi chạy dữ lắm, mới nãy tôi chạy tốt chắc chứ tôi nói thật chứ. Mình nói vậy nè, tiền bạc đâu có phải không? Tiền bạc đâu mà nghe nói chú tình nha. Tại vì nhớ rồi. Mà đi lại đây là tôi nhớ từ người còn có chú mập kia nữa kìa. Cái chú mập kia cũng được lắm. Nói đi hai anh em. Rồi nói lợi rồi mà không có. Mà tướng tá cũng như chú vậy đó ha. Cũng yêu lắm. Cũng lịch sự người lắm. Em là sao cô? Hả? Em nói chuyện sao? Nói chuyện đạo đức lắm chứ không phải mà nói chuyện mà khó khăn như cái chú ở trong nhà bạn. Là chú tôi nói thiệt á. Mình không biết mình mới hỏi phải không? Chứ người ta biết người ta đâu hỏi. Hỏi bữa hổm vậy nè. Chú ơi, phải chú điện thoại chú ở nhà bạn phải không? Ha. Bà tôi hỏi phải chú nhà bạn phải không đấy? Chào sao mà biết mà bà còn hỏi. Đã là nó nhiều số không chú? Hỏi trả lời là gì ơi? Đúng rồi, gì có gì không? Cái sao bà hỏi mà cái chú đó ở ngoài miền ngoài vậy á, ở ngoài thành phố đó, nó ở Trà Vinh á. Thôi bỏ qua chuyện buồn đi, kể chuyện tiếp tới cái chuyện mà lấy cái dao dí vô đi. Có lần nào bị nó lấy cái dao dí chưa? Trời ơi, chú khỏi nói mà nó không có tiền. Tôi đi là mình không á, sọt vô cái áo rồi không có tiền. Không rồi có không tiền có tiền mà. Nó làm gì mình? Không có tiền thì nó nói thôi đi. Không có tiền nó đi. Rồi tôi nói là cái đồ giả nè lấy đi. Tôi nói là cái đó bông giả nè, lấy được thì lấy đi. Cái nó nói trời chung mình vậy mà không có tiền. Tôi nói tôi đi về nhà tôi trời ơi bệnh hoạn ở bển á, mà sao mà chằng gây vậy tôi không có tiền mà nhờ cái chú chạy xe đã ôm đó bị lần rồi nó đón nó hỏi có tiền không mà tiền tôi đủ đem theo. Mà nó có cầm dao luôn hả? Nó cầm cái dao nhỏ ghê vậy. Nó cầm cái dao nhỏ hả, mà biết mặt nó rồi. Tôi nói ê mày đừng có chơi kiểu đó không được à, móc điện thoại cho công an thiệt à. Nên nó bà có tiền xin chăm. Tao nói tao khổ muốn chết, người ta còn cho gạo ra ăn mà mày còn xin ngược tao lại nữa. Trời ơi gầm nè, tao còn đi
là mới nãy đi về đó hen, là người ta cho được chục ký gạo mừng cái phiếu đó, đằng là mơi là 15 là chú đằng lãnh, là 14, 15 là đi xin gạo. Nói thiệt với mấy chú, ai cho nhiêu mình lấy à, chứ mình không có ăn trộm ăn cắp ai chứ, dùm thứ nào. Lúc mà cô nói không có tiền rồi hai xì ké cho cô đi hả? Ừ, tôi nói bây giờ xét hết đi, tôi không có đồng bạc, tôi có cái bông giả này lấy đi. Sao cô không xin tiền ngược lại nó luôn? Trời ơi, nó chỉ biết nó gì vậy, nó ở xóm đó. Trong xóm luôn? Nó ở xóm đó, cũng như nhà của tôi trong đường hẻm, nhà mà nó đường lộ. Cái tôi nói vậy nè, sao mày kỳ cục à, đã là người ta nghèo muốn chết, mà ta giàu có gì sao mà theo tao hoài, tao bất cứ muốn chết, tao đi kiếm ăn. Cái nói phải mà có tiền cho xin chăm. Tao nói từ hồi chiều về nè, tao được hai phiếu gạo nè, mà lấy đấy đi, đó, hai phiếu đó. Thì nó có lấy không? Không. Nó lấy tiền thôi, nó không có lấy gạo. Ừ, nó lấy tiền, nó nói bà nội tao cần tiền, đưa phiếu này làm gì. Mới cần tiền mới chích hay gì? Nó chích. Chậu chặn, chặn ha, chặn, nó ốm cùng chú này nè, nó ốm hang. Mà con mắt nó chú nhìn thấy ghê luôn đấy á. Cái tôi nói nè, giống chú này không con? À, không. Nè, tôi nói thiệt với chú ha. Nè, không ở thường mấy cái người mà hút chích hang là tôi sợ lắm. Mà tôi nói chuyện bình tĩnh ha. Bây giờ ta nghèo lắm, bây giờ mà xét cho mình ta không có tới ngàn. Mà thấy ông ta còn hai phiếu gạo, ta mới chạy về tới nè. Bây giờ bắt đầu cái tôi nói vậy nè. À, mày đi kiếm nhà giàu mà không đi, mà đi thân nghèo là muốn gần chết. Tao uống ngựa chịu, giờ nào mày lại nhà tao, mày lại nhà tao, tao cho mày coi một đống mà cái gì à, à đậu bắp với một chén tương, rồi hai cái này mày ăn không, mày chịu thôi mày ăn, còn không chịu thôi. Cái gì kia nó chích không, chứ nó đâu có ăn con. Ờ, cái bắt đầu cái tôi nói gì đúng mấy người ta không có tiền mà theo hoài, nó gặp cái nó hỏi xin tiền. Cái tôi nói mày bắn tao giờ không có, là tao mới uống cà phê người ta cho nè, thì mình nói nó nhã nhẹ như nhẹ vậy. Cháu ơi, bà không có tiền cháu ơi, khổ lắm, tao nói mùa dịch này khổ, mình nói nhỏ nhẹ chúng mình đừng có nói ngang, mình biết nó hút chích mà. Thôi đi đi ông ơi, đi kiếm chỗ khác đi, bữa nào có tiền tôi cho ông 150, mình nói vậy đó. Cô hứa nó làm chi, biểu nó không đứng ra nó xin, đừng hứa gì hết, nó đâu có xin. Không, không có, mình nói mình đi vậy đó, đặng mình đi để nó dần dần rồi đang nó gặp mặt hen. Cái nó mà có tiền không, tao nói bây giờ mình xét hết trơn hai cái túi không có một cái bạc. Tính ra sự ke nó cũng dễ thương chứ. Nó hỏi nhỏ nhẹ bộ, bà có tiền không? Nó hỏi nhỏ nhẹ với thương bộ. Nó hỏi hang, nó hỏi mình cháu là cháu ơi, bà không có tiền, bữa nào bà có tiền nha. Thì tôi mới à, Dũng Thứ Gầm đó, rồi người ta cho đó. Thôi cậy mẹ thí bố mà cho 50 đi, cậy cho mày đi qua. Cũng như bữa đó cho mày ăn đi, rồi nó gặp mình đó, nó nói bà này, bà không có la, ông trời, bà có thì bà cho, còn không có thì thôi. Bà không có la, còn mấy người kia nói, ông nội tối ngày biết nó hút chích rồi đừng la. Không có tiền cháu ơi, khổ lắm. Bà đi kiếm tiền, à, gầm này, bà đi kiếm xin chỗ này, xin chỗ nọ. Tao cũng đi ăn xin chứ không phải tao tốt lành gì, nghe không? Rồi mà xin tao tiền, nửa đường nửa xá tao tiền đâu có. Người ta đâu có cho tao. Rồi nó nói nhiều, mình nói nhiều, nó thấm ý rồi. Bà đừng có la. La nó bụp lại à. Nó đâm mà, nó cái cơn của nó đó. Tôi biết là tới giờ mà nó, tới giờ cái cơn của nó chú. Lúc miếng, lúc mồm, tại vì nó nằm ở bên cái bụi chuối của tôi ở xa hè đó. Tại tôi biết. Nhà tôi như là cách công đồng vậy nè, xây qua vậy nè, cái tôi dòm thấy nước miếng nước mồm nó chảy ra, hồ thấy cũng tội nghiệp. Nó chảy như sao cô? Nó chảy nước miếng nó đừng ghiền đó, cũng như là chú ngày nào mà chú mà uống cà phê, chú mà uống cà phê là chú nó con người bằng thân, mình biết đó chú. Nó thèm nó chảy nước miếng á. Ừ, nó thèm tới cử đó. Dạ. Yeah. Cái mà kệ 50%, cũng như bữa đó mình liều mình ăn đi, phải không? Không có làm sao, phải không? Mình à, cũng như là mình thí bố nó đi. Còn mà nói mà ai mà có giúp đỡ tôi mang ơn tới cái đời tôi chết. Thiệt tôi già năm nay 57 hen, nói thiệt cho ba chú. Tôi chưa có cầm tới mà 2 triệu nữa, chưa có nữa. Hôm mà mấy chú mà dựng chợ mà cho không. Mình nói ra là mấy chú có cái công phải không, đi giúp đỡ cho dân nghèo. Chứ mấy chú không có mà, như là mình nói từ thiện đi. Đó, giúp đỡ dân nghèo. Hồi nào giờ chưa cầm cái số 57 tuổi đó hen. Thiệt đưa về đài tuần sau tôi có sao tôi nói gì, chưa cầm được 2 triệu nữa. Thiệt có ai mà trúng số nói hồi tôi thấy bà quá khổ tôi cho bà 2 triệu mừng bữa hổm he, mừng lắm, ngủ không được đó. Có 2 triệu mừng ngủ không được luôn. Thiệt tôi nói thiệt cái chú á, tôi chắc chúng đặc biệt không biết miếng sao trời ha, chúng đặc biệt nó không biết làm sao. Thiệt có 2 triệu mà mừng thứ ghê luôn. Cô mà chúng đặc biệt là mấy xì ke nó mừng lắm. Thôi kệ mẹ, thôi kệ, cũng như mình có ăn đi, nó cũng nó không có tiền, nó kệ, mình chia sớt đi. Rồi giờ cô Hai kể chuyện đi đường cây châm cho quý anh chị bà con cô bác nghe đi. Dạ. Yeah. Giờ cái đi châm. Cây châm còn sợ không? Cây châm hả? Cây châm chỗ có ma nữ đồng trinh nó đứng nó lè lưỡi đó. Ờ, trời chỗ đó hả?
chỗ đó nói thiệt với chú hen, bảo đảm hen bây giờ hen là còn hen chắc tôi không mắc nợ nữa, mà bây giờ cũng như là đi về như là người ta ở đâu ở đó hen, rồi người ta đuổi như là ta đuổi đó chú, ta đuổi đó hồng linh lắm hen, chỗ đó hen hai con nhỏ đó đó như là nó chết trâu, nó ở trên cái cây cây gôm hay ăn cây gôm, cái nó như là con nhỏ em là gớt xuống trước, nó tính vớt rốt cuộc nó đi đứt luôn, đi đứt luôn đó, đi sao sao này là người ta coi rõ ràng đó hen, đi ngang chỗ đó là nó năm nay nó 28, 29 rồi, làm như là cái dạng mà nó còn chinh tiết chứ chú, nó còn cái đi ngang đó hen nè, tụi tôi đi lật hồi đó là chưa có bán số ha, nghèo chưa có bán số, cái có hai đứa con bằng đêm mà nứt vòng nứt lớn cái đường này xình không mà chú, mình đi thôi giá trời với Phật đi, mình đi lặt tệ tới đâu hay tới đó, nó có nhát thì mình gian giá ha, thôi đi tao cũng nghèo quá, đi lặt đầu mướn chứ không phải là dầm vào làm có, cái nó nè cái nó tả giúp người đẹp lắm, cái nó nói gì nè, nghèo mà đi lặt mà 12 giờ đây nè, giờ này ngủ chút xíu ha, 12 giờ đi lặt rồi, sau này hen, sau này con nhỏ nó đẹp lắm, nó thất tình mà nó ở ngay chỗ cây châm hen, nó ở trong cây châm nó đưa cái đầu xuống như nè hen, nó xả tóc dài đẹp lắm, cái tôi nói gì nè, trời ơi mình bán số mà ngày nào cũng mắc nợ hết trơn, khổ quá trời khổ quá trời, đi đâu 3 đồng 4 đổi cũng chở về ngày đó à, đi 3 đồng 4 đổi 30-40 vé cũng đảo dài rốt cuộc cây ông thầu ông nói gì mà ngày nào mắc nợ rồi chịu sao nổi, thầu tôi cũng chết luôn rồi, thầu tôi nó cũng là như là cái dạng là thiếu đó chú, đây bây giờ thôi giờ hai người đi theo gình hen, coi thiệt hay giả hen, theo lần mà tôi cũng mà dặn thiệt đâu sợ chú, tôi đâu sợ, cái tôi nói bây giờ mấy ông đi theo gình đi, miễn mà có giấy số trong đó hen là tôi không có trả số tiền này hen, quá trời giận rồi, thiếu mười mấy triệu mà giận, mấy ông không có tin là bánh mì nè bánh bò nè nó để một cái á chú, nó để một cái hai cái ngủ hai cái vậy đó, là mà nghĩ cười sau này thiếu hoài, thiếu quỷ, thiếu mà đúng là 15 triệu đó, đúng 15 triệu, cái tôi nói vậy nè, thôi bây giờ quá khổ mà giờ cũng chơi liều mạng luôn, bây giờ tôi còn 5 tờ số mà vé đó là cấp đó là vé 5 ngàn hả chú, mà chiều ha 3 đồng 4 đổi đi lẹ về chỗ đó, nó tả ra dốc dáng cũng như gian như chú tướng tá im đó, thôi còn nhiêu vé đếm hết đi mình mừng, còn nhiêu vé đếm đi, cái tôi nói gì nè, trời ơi khổ muốn chết, mà mua đi vậy tôi về sớm sớm con còn nhỏ nữa mà nó chưa có mà gạo thóc nữa chú ơi, mua hàng tiền đàng hoàng đó, là con nữ đó đó, con nữ chỗ cái châm đó hen, nó giả xuống, nó giả hình này hen, chú nó thiệt chứ khoai, chú có vợ rồi hen, nói mình nói chơi hen, chú có vợ rồi mà chú gặp nó chú cũng đẹp lắm, nó xả tóc dài bính bóng bánh, cái ngày nào nói thôi tôi giúp đỡ cho bà khổ lắm, cái trời không giúp đâu mà tôi còn thiếu nợ đó, nghĩa là nó giả cho thành người, nó mua vé số nó mua vé số nè, nó bé nó đẹp không, đẹp lắm, hai con nhỏ kia nó còn đẹp cực kỳ, hai nhỏ chết trôi đó, nghĩa là chỗ đó 3 người chết luôn, ba người mà chết chỗ cái chăm đó đó, cái tôi nói gì nè, trời ơi quá trời khổ rồi nhau mà không giúp tôi vậy chứ sao này, cái tôi nói gì nè, tôi thiếu nợ này chắc tôi bỏ xứ đi quá, không có ai giúp tôi chứ, tôi nói gì khổ quá, rồi ông thầu ông cũng chửi tôi đó, ông nói gì sao ngày nào bán mà cũng mắc nợ hết trơn vậy, cái tôi nói vậy chứ mắc rồi đó, thôi à bà không đi sao được, cái đường đó là cái đường mua của người ta mà không đi vậy phải không, bây giờ đi như là đi đây lên Kinh Đào Cha Đốc đi, gặp chú chạy chiếc xe ngon lành, mà tướng tá con chú trời, tướng ta diện sao mà người ta đưa tiền mà âm phủ được phải không chú, mình nói đi, cố cuộc lật ra thiếu nợ 15-16 triệu, trời ơi gian khổ lắm chú, nghĩa là con ma nữ đồng trinh nó hóa thân thành những người sang trọng không ha, sang đẹp lắm, mua vé số mà nó trả tàn là tiền với tiền vàng bạc ừ đúng rồi à, cái tôi nói vậy nè, bây giờ cái cảnh này không được nó tôi thiếu không, bây giờ ông mà có đi thưa công an hắn, tôi cũng nói bạch tiếng hết trơn, không phải tôi lấy số tiền tôi không ăn, tôi chỉ ông lại ngay chỗ đó, sao bắt đầu cái ông nói thôi đừng có thưa công an, ông nói đừng có thưa công an, cái tôi nói không thưa thì sao được, bây giờ mấy ông nói tôi lấy số tiền mấy ông ăn tôi đâu có chịu phải không, có làm sao tôi nói gì, cái đầu ông nói thôi bây giờ góp lần lần, tôi nói gì không có góp gì chứ, góp không có nổi,
ông bắn chữ gì sao góp nổi. Để chừng nào mà gọng số tiền rồi tôi có tiền rồi tôi trả nhiều, có nhiều tôi trả nhiều, có ít tôi chết. Rồi thằng con của tôi nói trời ơi thiếu nợ dữ thằng rồi mà còn bị chửi nữa. Rồi sau này đó chú cái mần có tiền gửi trả đó. Sau này hắn cái tôi dắt lại ngay chỗ, tôi dắt ổng lại ngay chỗ cái châm đó với hai cái mã đó đó. Nói chỗ nghe với có công an ấp nói thôi Phật ơi trời người ta bị gì rồi mà với số để ông thẳng sẽ trả từ từ cho ông mà ông làm gì ông khó khăn gì vậy. Rồi có ông công an ấp đó ông nói vậy nè, bà khỏi trả, có tụi tôi đứng đây nè, cảnh khổ của người ta rồi. Sao tôi nói thôi chú ơi làm gì thôi đi, mình không có làm, mình lấy số tiền của người ta không có biết, người ta nói mình ăn giọng thôi, bây giờ trời ban bố cho tôi có tiền vậy thôi, tôi trả hết trơn 15-16 triệu đó, tôi trả hết trơn là y tá bây giờ gặp tôi đó. À nè, bây giờ y tá mà gặp tôi đó, y tá mắc cỡ. Mình nghèo phải không chú? Chứ mình đâu mà mình nghèo, mình nói nghèo à, giàu mình nói giàu à. Chứ không phải mà cái giống gì, phải không? Mà con ma nữ đó tóc nó dài lắm hả cô? Đẹp lắm, tóc nữ. Năm nay nó 28, 29 tuổi, 2 chị. Mà cô thấy mặt nó không? Không thấy. Trắng hả cô? Trắng, mình chân. Mà chú có vợ rồi, chú gặp nó chú cũng mê nó. Thiệt, nó thiệt. Gì ghê vậy con? Ừ. Mà tôi nói cho chú nghe, ăn chú mà. Tại chú nặng bưng dí, chú mà chú nhẹ không dí, chú thấy nó. Trời nó lợn tả giống người đẹp. Đẹp lắm, mùi với số mà đã là ai không ham bác. Lần mấy chục vé mà 30-40 vé mà ai không ham. Nó mặc quần áo màu gì hả cô? Trời ơi nó mặc đồ bộ, rồi nó mặc đồ antenny. Bây giờ không nói vậy chân chú mà đi bà hổm à. Mà chú ai nói chú nghèo đâu. Phải không? Tướng tá phong độ. Bây giờ mà chú ra đường bằng đêm tại chú mặc rồi chứ bằng ngày. Như là chú chạy ngoài đường vậy đó, rồi chú kêu gặp với số rồi chú mua. Tôi đâu biết chú là cái người sao. Phải không? Tôi đâu biết. Lúc mà cô thấy con ma nữ đó, lúc đó cô sợ không? Trời ơi, tôi hay thiệt hay thôi thôi à. Sao cái nư của tôi mình tiền bạc đó, rồi trúng chữ đó. Sao có tôi nói vậy nè, thôi bây giờ im mình trả số tiền im mình không có chữ. Sao có lấy số chỗ khác đó, đi lại chập nữa cái bắt đầu. Bán thử một lần nữa coi ha, thử một lần nữa coi. 50 vé, cũng như mình đi chinh vậy đó. Lợi cắn răng gán đi ha, cái tả cái đàn ông. Tại cái đàn ông mấy ăn tướng tá mua nay thôi giờ cho 50 vé là 500 ngàn phải không ừ cho bà thêm 100 ngàn cấp đó là nè chú cấp đó là gán cắn răng hang đi nữa đi trong khóa này nữa đi cuộc tải cái đàn ông là cũng mua giấy tiền vàng bạc đó cũng mua gan cái đem ra ngoài mã nó sáng được mình đi ra tôi gan lắm tôi thật cái nư thiếu mà 90 triệu rồi đó. Rồi phần người ta chửi rồi đó. Rồi tôi gan lắm tôi đi. Mà thiệt chứ. Cái mã nó tự giận nha. Tôi cũng gán mà tôi đi. Tôi sợ biết sợ gì không? Tôi sợ người thôi à. Tôi sợ đàn ông. Tôi sợ đàn ông chứ tôi không có sợ ma. Trời, sợ ma làm sao dám lại đó phải không? Tại sao mà dám bán đó? Tôi thấy đợt trước tôi thấy không ổn ha. Cái tôi đi thêm đợt sau nữa. Cái nó thả nó như là hầm. Mặt bữa nay là mặt khác ha. Bữa ngày mai là mặt khác, tôi nhìn kỹ lắm. Bả đang bức vốn 10 mấy triệu rồi. Bây giờ làm sao chúng mà nói chữ nè, ông thầu nè ông chửi lắm. Ông nói không có bán thể nào mà 15-16 triệu này trả nổi. Cái tôi nói ông đừng có chữ nữa, ông chữ nữa là tôi thưa công an ông. Tiền với số nhà nước mà tôi thưa ông đó, tôi thưa ông được đó. Cái nư tôi nói để ngày mai rồi tôi bán, rồi xong để tôi lỡ chỗ đó coi sao kỳ cục. Cái tôi lợi mẹ mà bà mẹ Quan Âm nè. Tôi lợi bà Quan Âm tôi gian giá tôi còn có 5 tờ vé mà vé 5 ngàn hồi đó đó. Là cái đợt đó là 2 ngàn lấy mấy đó, cái vé 5 ngàn đó chú. Là bắt đầu cái tôi nói gian giá tôi nói bây giờ trúng chữ tôi quá mà tôi lợi tôi kể hết trơn vậy đó. Tôi chắp tay tôi lại bên mẹ Quan Âm. Đúng giờ đúng giấc đó tôi còn 5 vé nó thôi. 5 vé này chiều nay thiếu tiền góp luôn. Cậy nó chữ đi làm thinh. Mình không có chữ lại. Tại mình thiếu tiền ta mình đâu chiều ban bố cho tôi trúng 5 vé đó cái tôi kêu ông thầu đó lợi đó tôi nói ông thầu ông lợi ngay đây tôi mua nhang đồ đó tôi gian giái tôi nói là ngày nay là ngày ông chữ tôi đó ha bây giờ trời ban bố bà mẹ ngâm nè cho tôi được số tiền tôi trả ông rồi tôi dắt ông lợi cái chỗ mã này ha đúng 12 giờ tôi bảo kê ông hết tiền dưới số gì như tôi bảo kê ông hết mà không trả ra người mà mua dưới số tôi ha là bao nhiêu tôi chịu ông hết trơn tôi dắt ổng quản hồn luôn. Ổng nói công nhận tôi hồi đó giờ tôi chửi bà. Ổng nói, tôi nói nè. Nè,
30 vé thấy không, ta trả tiền y nguyên nè, thấy không, ông thấy có gà không, nè ta đưa nè. Mà ông nói vậy nè, không có có, ông nói tôi lấy số tiền, tôi tức quá, tôi tức mà, tại vì mình thiếu tiền ta chú, tức. Sao trời ơi, giái bà mẹ Quan Âm ở trên Trà Đốc á, còn 5 tờ, cái tôi nói gì nè, thôi quá khổ rồi, bà mẹ ơi, trúng chữ quá, chiều chú, mà cái đài nó xấu nữa, cái đài Vĩnh Long nữa đó. Rồi tôi trả, hang tôi niếm ông thầu lại, tướng tá ông cũng là, tôi nói ông theo tôi, đúng 12 giờ ông theo tôi đi trước, ông không có la ha, người ta mua sao tôi mua cả người ta. Rồi chút xíu chừng nào sổ số xong rồi tôi dắt ông ra mã đàng hoàng ha, ông không có sợ ha, ông sợ là bỏ cuộc đó ha. Ông nói thôi tôi không dám, bà nói gì tôi không dám. Vậy sao mà ông nói tôi lấy số tiền ông ăn hả? Sao ông nói tôi lấy số tiền ông? Đã là tôi thấy rõ ràng mà ông nói tôi không có, ông nói không được, ông nói lấy số tiền ông ăn, bây giờ tôi trả ông đứt đoạn hết trơn rồi đó. Bây giờ tôi lấy ông là 200 vé nè, rồi ông đứng đây, rồi tôi bán những cái người đó đàng hoàng, đưa tiền đó, đưa tiền cho đàng hoàng. Cái này trời đẹp quá em, đẹp gì, ông thấy ông nói của cuộc hậu sổ số xong đó trơn đó em. Chú sổ số xong tôi dắt ông ra nhà chờ mã, chờ tối hù. Tôi nói tôi với ông mà sợ gì, tôi với ông ở sớm không đâu có sợ gì đâu. Ông cũng sợ mà sợ ma đấy ông á. Tôi nói đâu có gì đâu mà ông sợ. Đá đành tôi bị cái nạn gì 15, 16 triệu tôi còn khóc còng nữa. Trời ban bố trời thương tôi, ông thấy rõ ràng không, tôi trả trơn. Cái sao ông nói thôi vậy tôi, bà đừng có buồn á, buồn buồn vậy. Tôi mắc nợ ông, tôi còn khùng luôn đó. Tôi kể từ đầu tới cuối là tả ra đàn ông nè, rồi tả ra nít nữa nè, rồi tả ra tao nói anh, nó tả ra nhiều người, nó kêu bánh bò, đói quá. Tôi đói quá mà cho tiền tôi, đặng tôi mua bánh bò. Tiền nó là tiền giấy vàng bạc. Vậy là con ma nữ đó nó thích ăn bánh bò hả? Ừ, nó thích ăn bánh bò. Nó hỏi có bánh bò không? Mà mình đi bán số. Mà nhiều người cũng bị vậy luôn. Đấy, sáng đi ra mà mã nó đó. Bánh bò không à? Trời đất ơi. Bánh bò không à? Cái lấy về nó lộ, nó còn nói vậy nè. Trời ơi, trời, đứt vốn đuôi chân à trời. Đứt vốn đuôi chân. Vậy là con ma nữ đồng sinh ở ngay chỗ cây châm đó là ai cũng sợ hết. Trời ơi, không có đốn nó ha. Ông nội thôi, giờ này chưa có ai đi đường đó. Nãy con thấy cô đổ mồ hôi, tưởng đâu cô đi ngang đường cây châm đó cô chạy chứ. Không, nhà của tôi đường này nè. Dạ. Đường này, cái đường dưới này là cấp đó, kè ổng đi về đây đã đầu tiên đó. Dạ. Ừ. Nghĩa là không có đi ngang đường cây châm phải không? Không, không có đi. Mà giờ đi ban đêm ngang qua sợ không? Không, có đường ông đi theo á, tôi mới đi, tôi không có đi mà được. Tôi không có đi ban đêm mà anh. Dạ. Không có đi. Rồi đi nhiều mồ má vậy nè. Ngủ tối đây có sợ không? Không. Không có sợ, có hai người. Có hai người mình quen. Nó muốn đòi ăn gì đó, sáng cái cúng. Đòi ăn là đòi sao cô? Nó đòi, nó nói vậy tôi đói quá, không ai cúng tôi hết trơn. Trời ơi, đang nằm ngủ đang lên đầu luôn á. Cái đó tôi nói đây ngày mai chỉ cúng cho cưng. Tại là nó dai. Nó nói như là dai chá, ở dai như chúng bác bằng gì đó. Nó nói trời ơi bà khổ tôi biết. Bà khổ mà bà cúng đàng hoàng, ở đây không được đâu. Ở đây khó ở lắm. Nhờ bà cúng nè, cúng mà cho ăn này ăn nọ, mua gì đó, cà phê cà pháo mình cúng là mình ở tự nhiên. Không có cái gì. Nghĩa là tối đang nằm ngủ nó lên nó đòi ăn. Trời ơi, nó đòi ăn nó đút cúng không có đòi sao cô? Nó nói tôi đói quá, giật cái giò cơm. Thôi giật giò luôn hả? Có cà phê chiều mua bịch cà phê vậy nè, cà phê sữa đó hen. Cái mình cúng. Này nè, hiện bây giờ này nè, chỗ này nè, bữa hổm cái chú kia nè. Tôi nói có làm sao, nó còn con gái. Nó bị chết chôi. Nó bị chết. Hai chị em bạn gì? Đó. Cái tôi nói vậy nè, thôi đừng có để cho chúng tôi pha ly cà phê. Rồi để tôi bắt mặn nắm cơm. Mà như nấu cơm điện, không có cái điện. Nấu cơm bếp ga vậy đó, nấu một chén cho nó ăn. Kệ, mình nghĩ như trong gia đình. Mình đi đâu cũng không có ăn. Chỉ là như là nó theo, nó ủng hộ mình. Thì tới đó đó hen, mà cái thằng đó là dữ lắm đó hen. Nó làm mình dữ lắm, cái ngồi nó gặp đó. Thôi đi đi bà nội, không có tiền, nói da nhắc. Vậy chứ tao không có tiền, tao nói tao không có tiền. Là ngồi nó đợi mình đó. Thằng đó nó muốn giải quyết mình. Nó vậy ta. Trời ơi, đã nên tao nói em quỷ sống mà. Tính nhờ mấy mà nó lộng hành quá hả? Nó gặp mình, nó muốn giải quyết. Mà có người ủng hộ là nó theo mình. Nó nói không có được. Nó không được là cái hồn của nó đó, cái hồn của nó theo mình. Trời, nó ủng hộ mau lắm. Cũng như chú mà đi khơi khơi mà đường nó hen. Là chú Giang gái nói bữa nay tao quá khổ mà. Chiều nay nợ nó là chữ đó làm sao. Bà khỏi lo, nó gặp bà là nó đi về vậy. Biết sao nó thấy tình cảnh mà gì nó có đòi nợ đâu. Thiệt, tôi nói thôi. Thôi mẹ ơi, mà lấy tiền của người ta rồi đứt vốn người ta nấu chết. Thôi đi mình gán mừng. Trời ơi, bà muốn trả mà ngắt nó ế ẩm rồi sao.
Rồi cô hai cho con hỏi thăm là tối cô hai về nhà có mình ông hai ngủ ở đây vậy hả cô ông hai? Người ta ta ủng hộ ông, ta ủng hộ ông phải không? Dạ. Mấy cái má nè, mấy cái má nè mới đầu nè là nói chú đừng buồn ha, mấy cái má mới chôn đây nè tôi gặp nó nè, nó hỏi đi đâu giờ này vậy, nó hỏi tôi đi đâu giờ này vậy, tôi nói trời ơi đất nhà có đưa tôi về thăm chồng thôi, mình trả lời nó vậy. Mà gặp nó ngồi đứng đó nói đừng nè, tôi nói đừng có ha, đừng có mà hết hồn nha, là bình tĩnh tôi mới nói, còn cái dạng mà sợ là tôi không có nói. Nó đón đường nó hỏi đi đâu vậy, cái người mà chết làm sao á, lại nó hiện y gian như mình, nó đứng như vậy mà tôi bình tĩnh đó. Tôi nói trong nhà thôi, tôi đi về quê cũng như ở dưới mới đi lên vậy đó, tôi đi về quê, quê của tôi ở đây nè, thôi đi có mà có khát nước các chị, tôi vô tôi pha cho ly uống, là nó không muốn. Trời, có người ủng hộ đó chú khơ khơ ở dưới mà nhà tôi cũng ở ngoài xa đồng vậy nè, ở đất đậu của na đó, chầu chầu bằng đêm nó lại sống chén á, nó gõ bốc nó dở nắp dung rồi đó, cái tôi ra tôi cung điện đó, tôi nấu thấy đạn luôn đi, cái mẹ có dặn nấy mình nhăn ra, tôi ở đây có người lên cha mẹ tôi chết hết trơn rồi, phụ độ tôi, có cái gì ăn cái nấy. Trời, ở dưới tôi nó còn lộng hơn trên đây, ở ngoài má thuốc ngoài chồng má ngoài mà như ở đất của người ta đó, cái tôi nói tôi gian giá dữ lắm, trời mới ở được chú rồi mấy năm nay mới sống được năm mấy á chú, mà bây ai vô trong đây là năm người chết hay năm người nguyên gia đình đó, có tôi với ổng cứng đắt đó. Nó theo nó nói này nó nọ, tôi nói tôi quá khổ rồi, người ta viện trợ người ta cho tôi ăn hoài à, chứ tôi già cả tôi hồi đó tôi nội bán số vô lắm, bây giờ tôi nội không có nội, bây giờ ủng hộ tôi đó. Trời ơi, đáng lẽ tôi nói cho chú nghe, đáng lẽ chỗ này nè là mới ghê, chỗ này mới ghê, chỗ này ở xa đồng tới ha, chú ngồi không có ai hết trơn, cái nghe cái bóng nó đi ngang vậy nè, cấp đó chưa có điện, cái tôi hỏi tính hỏi là ai vậy, cái nó phước ngang cái đi ra cái đó mặt miên bờ đầu trắng vậy nè, gặp chú là chú hết hồn, cái tôi nói trời ơi muốn ăn uống gì thì lợi đi rồi tôi cúng cho ha, tôi lên trễ tôi cũng đi mà kiếm tiền tôi mới về, thì mình có sao mình nói là vậy. Cái nói trời ơi hai ông bà đi kiếm tiền tới giờ này, cái tôi nói gì chứ không kiếm tiền thì lấy gì ăn, đói khát rồi đi kiếm về cúng ông mấy bà, người ăn chút chi sớt em cúng ăn đứng nhà mà cấp đó là không có điện ha, để đốt đèn vậy đó, cúng xong hả chú, cúng xong cái tự nhiên á nè nguyên cái bộ đồ mà nó tả ra gian như chú mà đi vô hỏi bà hai ơi có gì ăn không cho tôi ăn, cái tiếng gõ gàng cái đó mình dòm lại mình biết rồi, thôi kệ người ta lợi người ta kiếm ăn phải không, mà bây giờ chú ơi bây giờ nào phước mặt có nó giả tùm lum hết trơn đâu có biết được, mà nó mặc nguyên bộ đồ trắng luôn, trời nó mặc nguyên bộ đồ trắng nó xả tóc dài không nói là chú bình tĩnh nha, tôi mới nói nha chứ mà cái chú kia nè bữa hổm ngồi cái ốc á chú kia mập đó, nói ốc cục cục luôn hả, cái tôi nói vậy nè thôi bây giờ ở đây không ai cúng mấy chị để tôi cũng nghèo chứ tôi không giàu có, chị sớt mà ăn cúng đàng hoàng ha, tôi ăn gì tặng ở đấy chú nghĩ là tối ở đây cô hai cũng bị nhát hoài hả cô hai, nhát mà mình bình tĩnh mới được, còn mình không bình tĩnh không được ha, biết biết rõ ràng mà mình không có mấy không có mà nói, người ta nói là vô đi tôi nó có cái gì tôi pha cho ăn, có cà phê tôi pha cà phê cho uống, có cơm tôi bớt cơm, có cái gì tôi cúng cái nấy, là nó độ mình đi tới đâu vậy? Đi chờ cái thằng bọn ác cái đó nó muốn tính làm mình hang, rồi gặp mình nói đó này chú nhìn sao mà chú đón một hồi nói vài câu cái nó bỏ nó đi, là cái người độ đó, cái người mà còn chính mỗi lần mà cô gặp nó cô có nói óc ác không, không tôi đâu, tôi biết nó rồi, biết cái người đó đứng nói chuyện với mình là nó chết rồi đó. Dạ. Chết không nói chú đừng có mà ấy nha, nè chết rồi đó, đứng nói chuyện với mình, cái tôi nói vậy nè chú ơi, sao chú đi đâu lâu quá không gặp chú vậy, mà đừng có nó chết là mình không có gặp, dắt đi ăn uống đàng hoàng ha, dắt đàng hoàng đó. Cái tôi nói vậy nè, nghèo có cảnh nghèo với nghèo sống nhau chứ mình đâu có giàu có phải không, đúng không, tôi nói chú đúng không, chứ không phải mà sau này tôi thiếu nợ ha, cái người mà mắng chữ tôi còn tàn tệ hơn tôi, chạy chữ đâu á, chữ quan chữ ức,
rồi nó cho lụng thiếu trúng vật trúng ăn, gặp tôi và mất cỡ. Tôi nói không, hồi đó tôi nói ông không tin, sao ông theo tôi, sao ông dám theo tôi, nói sao ông dám theo. Phía sau lưng cô có nhiều mã kìa cô. Mã nhóc cái chân sợ không? Là đứng ngồi hai bên nó theo đó rồi, hai bên nó theo luôn à? Hai bên nhỏ gái. Trời đất ơi. Nó đứng ủng hộ, không có chú cái việc nói chuyện, nó đứng ủng hộ. Con lạnh chân quá cô. Nó đứng ủng hộ không, tôi nói cho chú nghe, nãy này nó nghe tiếng bước chân sẹp sẹp luôn á cô. Nè tôi nói cho chú nghe ha, chú đi tới đâu chú đừng có la, chú đừng có gì cả, nói chuyện bình tĩnh. Rồi có người á ủng hộ không bao giờ mà nhát chú thiệt, ta theo chú có lời nói, ta nói ở đâu rõ ràng phải không, chứ không phải khơi mà nói được phải không chú. Đó cái bà gì ở mày Bến Tre bà cũng nói vậy nè, để một ngày nào tôi cho số điện thoại rồi tôi cho mớ tiền, quá trời hai vợ chồng mà ngồi ở trong mã quay lên á, chú quay lên á, chú đưa về đó. Đó ở đâu ở đó à, cái bà gì ở dưới mà Vịnh Tre cái gì cái gì Bến Tre đó, bà đó mới nói chuyện được lắm, bà mới nói chuyện điện thoại thôi. Hiện tại bây giờ có hai người đang ngồi cô à? Có hai người đang ngồi bên cạnh cô hả? Trời, có mà có cấp đó nó chết có 8 tuổi năm nay là ghê cô. Hả, năm nay là nó 27, 28, hai đứa. Dạ. Hai đứa. Mà tôi nói chú nghe, chú đừng có lo, thầy ở đây tôi biết cái chân á, mà mình nói vậy nè, cái người phút mặt phía ngoài á đừng có mà sợ, biết sao người ta ở xung quanh nên ta ủng hộ hai chồng thôi. Dạ. Nghèo khổ không đâu biết. Mến chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Tình Vlog. Hiện tại Tình đang có mặt ở xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Ngày hôm nay Tình có quay trở lại thăm trường hợp ông Hai và Hai sống trong nghĩa địa. Ông Hai thì tối ở trận về đây của các anh chị. Hôm nay thì ông Hai không có đi sinh được em BB. Là cái em này nè, chiều ghé cho ông Hai 500 ngàn. Dạ. Đúng rồi. Đó, em này tới cho ông Hai 500. Dạ. Đó, đây là cái khung cảnh bữa tối ở nhà của ông Hai. Yeah. Phía xung quanh quý cô bác anh chị cũng nhìn thấy có hàng trăm ngôi mộ. Yeah. Nhìn rất là rùng rợn nha quý cô bác anh chị. Có những ngôi mộ mà mối nó đóng cục lên nhìn thấy ghê lắm quý cô bác anh chị. Yeah. Nó lúc nãy thì cô Hai cũng có chia sẻ là ở đây tối á, thường xuyên bị mấy ma đói lên xin ăn. Nghe kể ghê lắm quý cô bác anh chị. Thì hôm nay Tình đến đây á, mục đích chính á là ghi hình để cho cô Hai có cái số điện thoại để cho cái chú mà ngày trước á, muốn tài trợ cho cô Hai có thể liên hệ để cho cô Hai. Yeah. Tại vì cháu của cô Hai á, là có khả năng nhận tiền được cho cô Hai. Đó thì quý cô bác anh chị thương ông Hai với cô Hai á, thì có thể liên hệ trực tiếp cho cô Hai và ông Hai để hỗ trợ. Đây là cái căn nhà của ông Hai bữa tối này nè quý cô bác anh chị. Đó thì chỗ này chỉ để chiếc xe lăn thôi. Bụng luôn. Đó. Tới thui à. Đi vô buồn luôn đi, có gì đâu. Con sợ vắng lắm. Đó nền đất mà. Ông Hai thì tối ngủ đây có con chó. Đó, tối ông Hai ngủ lực lắm, không có điện. Mới có điện được, mà không có. Mới xin được cái điện qua thôi, không có cái quạt. Cũng còn thiếu thốn nhiều, quý cô bác anh chị thương thì có thể liên hệ cho cô Hai. Gửi ủng hộ cô Hai, đó là những gì Tình muốn chia sẻ với cô bác anh chị. Đó, nãy cô Hai cũng chia sẻ những câu chuyện tâm linh nghe cũng ghê lắm quý cô bác anh chị. Còn quý cô bác anh chị mà theo dõi kênh đó thì hãy ủng hộ bằng cách là nhấn like cũng như đăng ký chia sẻ kênh để theo dõi nhiều nội dung mới nhất về kênh. Tạm thời thì con chào tạm biệt cô Hai nha. Dạ, cảm ơn nha. Chào tạm biệt ông Hai nha. Trời ơi, nhiệt tình. Chào tạm biệt hai bạn nha.